Và vừa rồi em cũng đã giới thiệu cho anh về con máy Takeo TK1500, đồng thời là test cho anh coi rồi. Thì anh thấy là con máy này rất là hữu ích cho công việc chăn nuôi của gia đình mình đúng không ạ? Và nếu như mà anh muốn sở hữu ngay con máy Takeo TK1500 này thì có hai hình thức. Một là anh hãy điện cho em ngay số điện thoại bên trên màn hình hoặc là website để có thể được tư vấn nhiệt tình hơn từ đội ngũ của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo nhé. Và hiện tại nếu như quý vị và các bạn mua hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo thì quý vị và các bạn sẽ được hưởng ưu đãi như những con máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo sẽ được bảo hành lên đến là 18 tháng. Đồng thời là sẽ có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật cho mình trong quá trình quý vị và các bạn sử dụng máy. Còn bây giờ, Ngọc Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Cảm ơn anh và mọi người đã theo dõi video của Ngọc Lan nhé.